Chuột sa hũ nếp, 4 tuổi tiền đếm mỏi tay cuối năm 2023, một tuổi lận đận đụng đâu cũng mất tiền, 4 tuổi giàu có bậc nhất 2023. Tuổi Hợi, đứng đầu trong những con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Quý Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thân tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên làm đâu thắng đó. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm hợi và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điểm lành nhất. Tuổi tuất, người tuổi tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới khi năm quý mão cận kề. Được thần tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên tuất làm đâu thắng đó. Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên năm 2023, tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Đây là cơ hội để tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Tuất còn trần trừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình. Người tuổi tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kỳ trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, tốt càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh. Tuổi Dần tử vi cho thấy 2023 sẽ là một năm vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp, chính vì vậy mà dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi. Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Nếu dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong năm nay cũng rất thuận lợi. Năm nay người tuổi dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông. Tuổi dậu năm 2023, vận thế của người tuổi dậu có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn động, khúc mắc trong công việc, cuộc sống. Sức khỏe trong năm 2023 của người tuổi dậu cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kết sủ. Với vận khí hưng phát trong năm 2023, người tuổi Dậu cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao. Một con giáp đen đủi bậc nhất 2023. Tuổi thân bước sang năm 2023, tuổi thân sẽ gặp hạn tam tai, do gặp thiên hình tinh quân nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi thân. Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối, những người tuổi thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn tam tai còn khiến tuổi thân dễ vướng vào kiện cáo, nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn. Đây là năm thứ hai tuổi thân gặp hạn tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.